Xin chào cả nhà, một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong bản tin tuần Văn Lan News số 83. Cùng nhau nhìn lại những hoạt động và sự kiện của đại gia đình Văn Lan trong suốt một tuần vừa qua nha. Trong những năm qua, Văn Lan đã không ngừng kết nối, mở rộng hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam và trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển dành cho sinh viên. Tuần vừa qua, Văn Lan liên tục đón tiếp các đoàn sinh viên đại biểu đến từ các trường đại học uy tín đến tham quan và học tập. Hãy cùng Thiên Phú nhìn lại những sự kiện này ngay bây giờ nha! Ngày 6 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Văn Lan chào đón đoàn giảng viên sinh viên Đại học Khoa học Xã hội Singapore SUSS, Trường Trung học NUS đến tham quan và trải nghiệm học tập. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến đi, các bạn sinh viên đến từ Đảo Quốc Sư Tử sẽ cùng tranh tài với sinh viên Việt Nam tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp quốc tế Impact Startup Challenge 2023 từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023. Các bạn sinh viên cùng nhau giao lưu, lập nhóm dự án từ các ý tưởng khởi nghiệp đã được lựa chọn từ vòng loại. Đại diện các nhóm trình bày sơ lược ý tưởng dự án, thảo luận các bước thực hiện dự án cùng các cố vấn đến từ Singapore. Thảo luận chuyên đề những thuận lợi và khó khăn khi khởi nghiệp cùng các cố vấn Việt Nam. Ngày 7 tháng 3, ban lãnh đạo trường Đại học Văn Lan vinh dự chào đón đoàn đại diện OP Chindo Global University đến thăm và làm việc, trao đổi về cơ hội hợp tác các chương trình liên quan các ngành mỹ thuật, khoa học xã hội và hợp tác nghiên cứu khoa học. Đại diện hai đơn vị đã thảo luận các cơ hội hợp tác phát triển toàn diện, bao gồm chương trình trao đổi giảng viên, hợp tác nghiên cứu, các chuyến thăm ngắn hạn dành cho sinh viên, chương trình thực tập nghề nghiệp và tu nghiệp. Từ đó, hai đơn vị có thể tạo ra những chương trình đào tạo hấp dẫn cho sinh viên học tập và trao đổi giữa hai nước Ấn Độ và Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 2023, ngành tâm lý học Văn Lan đón tiếp đoàn giảng viên, sinh viên khoa tâm lý, giáo dục trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến thăm và giao lưu học tập. Tại buổi gặp gỡ, thì hai đơn vị đã bày tỏ sự mong muốn hợp tác trong đào tạo và phát triển dành cho sinh viên ngành tâm lý học. Sinh viên hai trường cũng đã cùng nhau trình diễn những tiết mục văn nghệ ấn tượng, đặc biệt là màn trình diễn đơn ca Diễm Xưa của cô Nguyễn Thị Thu Hương, sinh viên khóa 28 ngành tâm lý học. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận các nội dung về chương trình học, cơ hội làm việc của các bạn sinh viên tại ngành tâm lý tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Qua buổi gặp gỡ, mong rằng các bạn sinh viên hai trường vẫn có thể tiếp tục kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và công việc sau này nha. Ngày 7 tháng 3 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ký kết biên bản hợp tác với Trường Đại học Văn Lan triển khai dự án trường học xanh cho địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị triển khai hàng loạt chương trình như tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn, tiết kiệm nước, điện, sử dụng năng lượng sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu cho đội ngũ giáo viên phụ trách công tác giáo dục và bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai nhân rộng, đánh giá và công nhận kết quả xây dựng trường học xanh thông qua việc tổ chức cuộc thi xây dựng trường học xanh năm học 2022-2023, triển khai chương trình xây dựng bản xanh trường học, trồng mới cây xanh tại các trường học, phối hợp tổ chức cuộc thi EduRun trường học xanh lần thứ nhất năm học 2023. Bên cạnh các hoạt động mở rộng các mối quan hệ hợp tác, tuần vừa qua, Trường Đại học Văn Lan đã tổ chức nhiều hoạt động học thuật giúp các bạn sinh viên có thêm được những kiến thức chuyên môn về ngành nghề mình theo học. Hãy cùng Thiên Phú nhìn lại những hoạt động này ngay bây giờ nha! Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Viện Khoa học Tính toán và Trí tuệ Nhân tạo cùng Khoa Y đồng chủ trì tổ chức workshop định hướng nghiên cứu y học chính xác. Chương trình có sự tham dự của Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Phạm Thục Lan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng y học chính xác Sài Gòn, đem đến những kiến thức chuyên môn và cập nhật mới mẻ về góc nhìn của một người đi trước. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, Hồ Phạm Thục Lan đã chia sẻ về hành trình từng tham gia cộng tác cùng với các nhà nghiên cứu ở nước ngoài về gen. Đó là những trải nghiệm vô cùng thú vị và mang lại những giá trị đột phá mới trong những nghiên cứu mẫu. Tối ngày 10 tháng 3 năm 2023, Hội hữu nghị Fukushima Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Văn Lan tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thơ haiku và sáo shakuhachi Nhật Bản. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Qua giọng đọc của các chuyên gia Nhật Bản như tái hiện lại bối cảnh và tinh thần phục hưng đáng nể với sự kết nối từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam. Và trong chương trình thì người xem không chỉ được giới thiệu thêm về một loại nhạc cụ dân tộc trong Nhật Bản, đó là sáo shakuhachi thông qua những ca khúc quen thuộc của Việt Nam và Nhật Bản,
mong rằng đêm thơ haiku và sáo Sakuhachi Nhật Bản đã để lại trong tâm trí các bạn sinh viên những hình ảnh đẹp về lịch sử, đất nước và con người xứ sở phù tang. Ngày 4 tháng 3 năm 2023, Đoàn Hội Trường Đại học Văn Lang tổ chức chuyên đề tuyên truyền pháp luật với những nội dung liên quan đến luật an ninh mạng. Buổi talk show giúp các bạn sinh viên có cơ hội định hướng cách thức tổ chức thông tin trong việc lan tỏa thông tin tích cực và nhận diện, xử lý thông tin giả, xấu, độc hại, sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Tại sự kiện, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên khoa lý luận chính trị Trường Đại học An ninh Nhân dân đã trình bày những vấn đề liên quan đến luật an ninh mạng, trong đó nhấn mạnh những vấn đề thực trạng, hoạt động tuyên truyền với quan điểm sai trái, thù địch, lừa đảo hiện nay trên mạng xã hội. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, ngành thiết kế nội thất Trường Đại học Văn Lang phối hợp với công ty chiếu sáng Long Khang tổ chức workshop chủ đề Think Design, cung cấp kiến thức hữu ích về giải pháp chiếu sáng nội thất, hỗ trợ các bạn sinh viên ứng dụng thực tiễn trong quá trình thực hiện đồ án. Các chuyên gia đã chia sẻ cùng các bạn sinh viên những kiến thức hữu ích từ khái niệm cơ bản về ánh sáng, thiết bị chiếu sáng, công suất chiếu sáng, áp dụng góc độ chiếu sáng, độ tỏa đói, tùy theo nhu cầu, điều kiện ánh sáng để đạt được hiệu quả tối ưu. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Khoa Nghệ thuật Sân khấu và Điện ảnh Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Điện ảnh Việt Nam, ngày ấy và bây giờ, với sự tham dự của ban lãnh đạo khoa, các giảng viên đang công tác tại khoa cùng với vị khách mời đặc biệt, diễn viên Trương Minh Quốc Thái. Thông qua những thước phim lát cắt lịch sử hình thành và phát triển nền điện ảnh Việt, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn hy vọng rằng các bạn trẻ đang theo học sẽ hiểu rõ hơn về diễn trình phát triển điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên được giao lưu cùng với diễn viên Trương Minh Quốc Thái thông qua những bài học của bản thân đã từng trải. Nam diễn viên dành nhiều lời khuyên chân thành cho các bạn trẻ trên con đường định hướng và phát triển sự nghiệp. Trong khuôn khổ của chương trình, Khoa Nghệ thuật và Sân khấu Điện ảnh cũng đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho 6 tác phẩm của giảng viên, sinh viên Văn Lang được Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kinh phí hỗ trợ sáng tác trẻ. Hy vọng với những chia sẻ từ khách mời, thầy cô sẽ tiếp thêm nguồn động lực cho các bạn bền bỉ theo đuổi ước mơ, trở thành những ngôi sao sáng cống hiến hết mình cho lĩnh vực truyền hình, điện ảnh nước nhà. Create with Intel là chương trình do Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Trường Đại học Văn Lang phối hợp với Intel Việt Nam đồng tổ chức. Chương trình gồm hai hoạt động chính, đầu tiên là workshop, cốt lõi sáng tạo trong nghe và nhìn, và triển lãm trải nghiệm sản phẩm công nghệ đến từ 8 nhãn hàng Intel, MSI, ASRock, Acer, Gigabyte, WD, Qualcomm, Thế giới di động. Các bạn sinh viên Văn Lang hào hứng trải nghiệm các gian hàng, tham gia trò chơi, tìm hiểu các kiến thức về công nghệ. Ngày 5 tháng 3 năm 2023, Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông Trường Đại học Văn Lang tổ chức giải marathon nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập khoa. Không chỉ là cuộc thi đề cao tinh thần thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, Mia Pro 2023 còn là cột mốc kỷ niệm đáng nhớ, góp phần truyền lửa cho các thế hệ Mia tiếp nối tinh thần Talk Much, Do Much, lan tỏa năng lượng tích cực đến với cộng đồng xã hội. Ngày 4 tháng 3 năm 2023, Hội sinh viên Trường Đại học Văn Lang tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu sinh viên năm tốt cho 224 sinh viên cấp khoa và 98 sinh viên cấp trường. Các bạn sinh viên năm tốt cấp khoa được tuyên dương bằng khen và cúp lưu niệm. Đối với các bạn sinh viên năm tốt cấp trường sẽ được khen thưởng thêm quà lưu niệm và các suất học bổng tiếng Anh khác. Xin chúc mừng các bạn sinh viên Văn Lang. Mong rằng đây sẽ là động lực để các bạn tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện trong tương lai nha. Các hoạt động hướng nghiệp tuyển sinh tại Văn Lang trong tháng 3 diễn ra vô cùng sôi nổi qua các ngày hội, chuyên đề hướng nghiệp và campus tour dành cho tất cả các bạn học sinh trung học phổ thông trên khắp cả nước. Hãy cùng Thiên Phú nhìn lại những hoạt động này ngay sau đây nha. Ngày 5 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Văn Lang tham dự ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Đây là sự kiện tuyển sinh có quy mô lớn nhất dành cho các bạn học sinh của tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thu hút hơn 20.000 học sinh tham dự. Team Văn Lang và các bạn học sinh cũng đã cùng nhau giao lưu, tham gia các trò chơi và hòa giọng cùng với các anh chị trong câu lạc bộ Axon VLU. Thầy cô Văn Lang cũng đã giải đáp nhiệt tình các thắc mắc của team Cần Thơ, giúp cho các bạn lựa chọn được ngành nghề phù hợp. Và trong tháng 3 này thì Văn Lang sẽ tham dự và tổ chức thêm nhiều sự kiện quy mô, hoành tráng cho các bạn học sinh trung học phổ thông. Cùng chào đón các bạn học sinh gia nhập khóa 29 đại gia đình Văn Lang nha! Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là một ngày vô cùng đặc biệt với toàn thế giới để dành tình cảm, tình yêu thương đến với những người phụ nữ ở xung quanh chúng ta. Tại Văn Lang, đây cũng là một ngày đặc biệt quan trọng với những hoạt động thú vị nhằm tôn vinh phái đẹp. Trong chuyên mục Tiêu điểm Văn Lang tuần này, mời đại gia đình Văn Lang hãy cùng Thiên Phú nhìn lại những hoạt động thú vị trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 nha. Hướng đến kỷ niệm ngày quốc
tế phụ nữ 8 tháng 3, Trường Đại học Văn Lang tổ chức hội thi cắm hoa với chủ đề Nét đẹp phụ nữ Việt. Chương trình có sự tham gia của gần 100 công đoàn viên nam tham gia tranh tài cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực cổ vũ. Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, tạo không khí giao lưu thân thiện, gắn kết công đoàn viên nhà trường trong dịp lễ đặc biệt. Với sự khéo léo, tỉ mỉ và khả năng thuyết trình lôi cuốn, đội thi Mãi yêu mẹ của khoa mỹ thuật và thiết kế đã xuất sắc giành được giải nhất chung cuộc với tác phẩm làm từ hoa, rau củ quả và các thức ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt người mẹ. Văn Lan News xin cảm ơn các thầy đã mang đến hội thi những tác phẩm ý nghĩa nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Tuần lễ áo dài Văn Lan được phát động từ ngày 6 tháng 3 năm 2023 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023 cùng với hội thi ảnh áo dài Văn Lan năm 2023 có sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ, giảng viên, nhân viên đến từ các khoa, phòng, ban. Tuần lễ áo dài Văn Lan là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 do Công đoàn Trường Đại học Văn Lan phát động nhằm tôn vinh người phụ nữ, nét đẹp của trang phục truyền thống áo dài Việt Nam và đẩy mạnh phong trào thi đua, giỏi việc trường, đảm việc nhà của nữ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường. Và nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và Tháng của Phá Đẹp, Văn Lan News xin chúc cho các giảng viên, cán bộ, nhân viên nữ và các bạn sinh viên Văn Lan ngày càng xinh đẹp, thành công trong công việc và cuộc sống nha. Và bản tin tuần Văn Lan News số 83 cũng đã khép lại tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong bản tin tuần sau.